I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Baker. Thì nhiều anh em nói là dạo này anh không chịu quay show xe để anh em chọn lựa. Thì tại vì mình đang gom lại nè, bữa giờ mình im lặng á. Bởi vì gom xe để có mấy xe có anh em chọn lựa chứ up lên là mấy anh em lấy hết. Với lại nhiều anh em mua xe á thì anh em chịu khó nhắn tin đây. Có nhiều khi nó bị trôi tin nhắn á anh em. Hoặc là nó không có xuất hiện cho nên mình không đọc được. Đó. Rồi bây giờ điều đầu tiên là cái em này ha, như tiêu đề mình ghi. Em này là mình đang bán với giá 66 triệu. Xe 250 phân khối ABS đến từ KTM RC250. Em này là mình mua từ chủ luôn nha. Odo của nó là 15.000 nha anh em. Anh em nào mà có thắc mắc về odo đồng hồ á, con này 2018 nha anh em, thì mình sẽ cho số điện thoại là trực tiếp với chủ xe ha. Rồi, thì con này không có gì để bàn nữa, 250 phân khối. Xe này có bô độ nha anh em. Quay cho anh em xem chi tiết con xe. Dĩa vỏ đồ còn rất là ngon. Vỏ Michelin bản số 59A3. Rồi công tắc đèn nè. Quay công tắc đèn cho anh em coi nè. Nó là làm bằng LED hết nha anh em. Đó. Rồi thì bây giờ cho anh em nghe tiếng bô. Đối với chiều cao 1m6 anh em ngồi thử baby. Cái yên sau của nó giống như yên solo. Con này trước mình có bán một con rồi. Sao chạy hết sao? Nhón hả? Nhón nhưng mà vẫn chạy được đúng không? 1m6 nhón nhưng mà vẫn chạy được nha anh em. Anh em có liệu cơm gắp mắm nha anh em. Rồi ok. Thì con này thì nó cũng không hao sao lắm đâu. Tại vì nó có một máy rồi anh em. Cái kính nó rất là hay nè anh em. Trên kính nó có xi nhan nè. À độ lại dưới hả? À độ lại dưới đây đúng không? Dạ thế. Không còn độ trên kính nữa. Rồi ok. Cái này là độ nha anh em, lên cái lưới nha anh em. Phục thì cũng phục upside down luôn, đàng hoàng luôn, rất là ok. Phần ghi đông mà rất là đẹp. À cái tay này có cái tay tay này lên được cái tay nè anh em. Đó, rồi. Phần đồng hồ rất là đẹp. Đó, phần ghi đông rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì Z9 này lên đồ chơi full cổ titan. Quay cái cổ titan cho anh em xem, xe rất là đẹp luôn, xe dán keo trong. Đó. Con này thì 195 triệu nha anh em, lên cái bô nghe rất là đã. Bô AKR1. Em quay thấy bộ full cổ titan không? Rồi cho anh em nghe tiếng bô nè. Con này 195 triệu bao rút hồ sơ nha, hiện tại biển số 60 nha anh em. Rất là lực. Xe màu xanh rất là đẹp, rất là tươi luôn anh em. Rồi tiếp theo cho anh em coi nữa. Hôm nay sẽ có mấy nhân vật đặc biệt luôn. Thì cái đây là con CBR 250 RR. Đấy. Nhìn rất là đẹp ha anh em. Xe còn hai chìa khóa zin đầy đủ luôn, xe mới đi 7.000 cây thôi nha anh em nha. Con này là màu đen nhưng mà chủ xe dán full carbon, dán để cho khỏi chạy á. Cái này là mình tư vấn dán anh em. Tại hồi đó chủ xe dán định dán đề canh trong.
cái xe này là bảo trì bên mình rất là nhiều nè, người ta lên phân khối mới á, xe bảo trì bên mình rất là nhiều, rửa xe rồi đầy đủ luôn. Cái này là mình tư vấn đi dán carbon nè đó. Thì xe này biển số thành phố anh em, thì ở gần ở mình mà, thì ở biển số thành phố là 59A3 thành phố Hồ Chí Minh. Con này có 3 chế độ lái nha. Em trai mà học sinh đối diện nhà mình á, có ba mà bữa qua mua mình chiếc R15, nếu coi clip này thì nếu thích con này thì liên hệ mình ha. Tại em nó cũng hỏi mình con này nhiều lắm. Học đối diện mình nè, ba qua mình mua một chiếc R15 bên mình rồi, nhưng mà muốn lên CC, học lớp 9, lớp 10 vậy thôi, nhưng mà muốn lên phân khối nhiều đó anh em. Đó, ba rất là chiều. Thì có xem clip này thì ngắm con này đi. Con này 7.000 cây, đẹp lắm, ba chế độ lái, rất là kích thích. À, con này hiện tại mình bán là 115 triệu nha anh em. 115 triệu cho một em xe CVR20 rất là đẹp. Rồi bỏ qua em đó đi. Thì để mình mở điện coi. Đó, bây giờ là em Ninja 400 nè, anh em nhìn giống như ZX6R. Em 1m6 em ngồi thử con CVR250 cho anh em chọn lựa coi. 250 ừ. Ngồi thử đi, rồi xong rồi mình qua từ từ từng con một thôi. Cho anh em ngồi dễ lựa, tại em nhắm mà. Con này ở ngoài đẹp lắm anh em, full carbon. Ngồi nó thoải mái hơn, nó nhẹ, nó lùng hơn cái con RC250 đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi, quay xong con này rồi, em dắt cái con RC250 xuống cho mọi người, để cùng con này cho mọi người dễ ngắm. Mọi người xem kênh dễ ngắm hơn. Rồi. Trong thời gian dắt xuống thì mình qua quay về cái em Ninja 400 nhiều đồ chơi. Thì thường thường Ninja 400 á, anh em sẽ thấy đây, anh em thấy con Ninja 400 này á, thì nó sẽ là phục thường nè anh em, thấy không, phục thường ghi đông Sport City một dĩ. Thì nhưng mà con này đã lên độ nhức nách rồi đó, con này là lên hai dĩ nè anh em, lên hai dĩ thắng rất là đã, hai dĩ thấy không, nên nó hai dĩ chưa, heo R6. À, lên phục upside down luôn nè anh em. Em này thấy mớ tiền thấy không? Phục upside down nè. Lên bộ ghi đông nè. CNC nè. Đã không? Đã không? Đã không? Rồi. À, cho anh em nghe cái bô độ nữa nè. Còn bô zin nha, xe này còn bô zin nha. Xe biển số thành phố nha anh em. Nói chung xe này rất là nhiều đồ chơi, chống đổ đồ đầy đủ nha anh em, không thiếu gì hết nha. Đó. À bây giờ dắt con RC250 xuống đây. Mình còn con em R15 2000 cây, nhưng mà xíu nữa anh em tới mua rồi, không quay clip được con này nè. Chưa kịp đăng clip anh em nữa, anh em tới mua rồi đó. Con này 2000 cây luôn, mình chưa ký giấy với chủ luôn, xíu nữa mình mới đi ký nè. Đi ký giấy với chủ rồi mình bán cho ảnh luôn. Mình nhờ mình đăng clip xe em đây, mình thu mua xe nhiều quá nên mấy anh em xe đi ít á, mấy anh em bán cho mình nhiều lắm, mình rất cảm ơn anh em đã bán xe cho mình. Rồi lui con RC xuống đi. Luôn RC xuống để cho anh em có cái nhìn thực tế nhất về mấy con xe. Mình còn ở đây, mình còn Revel 300 nha anh em. Revel 300. Biển số Sài Gòn. Xe không chạy xước luôn. Đó, Revel 300 ở trong. Tính ra con CBR giá con này đúng tốt luôn á anh em. CBR gấp đôi con 250 này luôn á. Rồi, cho anh em quay cho anh em coi hai con đứng gần nhau. Em cảm giác như thế nào hai con? Nói chung là con này nhỏ hơn đúng không? Nhưng mà nó hỗn đúng không? Chạy rất là hỗn. Em dắt con Ninja 4 Zin với lại con Ninja 4 Ninja 4 6R coi. Đó. Giá con kia gấp đôi mà. Con này bán 66 triệu cho anh em giải trí cà phê thôi. Xe này là chuẩn luôn nha anh em, 218. Hai con này cũng là 218 nè anh em. Con này mình bán 114 triệu nè, xe zin. Còn xe độ đồ chơi nhiều mình bán giá cũng rất là hợp lý luôn, 119 triệu. Đây, đây quay em quay ở đó thấy không? Đây, xe này không có phuộc upside down nè ha, nhìn nó rất là
là bình thường, đơn giản, còn phụ upside down vô nhịn xe cứng à. Rồi lên bộ cặp đĩa nữa. À, con này là cái này là chỉ ốp vô thôi nha anh em, cái đầu đèn là chỉ ốp vô thôi. À, kính chắn gió zin là mình còn nha anh em. Bô zin là còn luôn. Là anh em mua xe là để cho anh em cái cây bô độ luôn á anh em. Đó. Lên cái cặp dù này rất là đẹp nè. Anh thấy rất là sáng, rất là đẹp. Cặp này thì cái này nó bình thường. Con này bán 114 triệu. Con này hai con đều là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, xe thành phố Hồ Chí Minh nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh thì anh em chơi xe anh em biết rồi, thì Ninja 400 có báo số. Em ngồi thử hai con. Ngồi thử con này đi, con này đi. À con này á lên cặp vỏ rất là xịn nha anh em, vỏ lớn nha anh em. Vỏ size lớn luôn nha, nói chung là lên đầy đủ đồ luôn á. Mét 6 ngồi rất là thoải mái nha anh em. Đó con này lên nè, anh em thấy chống đổ không, đầy đủ không thiếu gì hết. Vỏ sau nhìn rất là đẹp. Vỏ sau nè nhìn rất là đẹp, anh em thấy không? Vỏ sau nhìn rất là dày luôn, có ốc bên nâng luôn, thấy không? Lên đầy đủ đồ anh em. Nhìn hai con anh em tự đánh giá nha anh em. Nhìn hai con, một con zin một con nhiều đồ, anh em tự đánh giá. Lên hai dĩa nhìn sẽ ngầu lắm. Đó. Rồi, đó là mấy chiếc xe mình giới thiệu anh em ngày hôm nay. Anh em nào liên hệ thì liên hệ số điện thoại cho mình 0916640653. Con này chơi dễ thương nè, má giá đúng rẻ luôn, mình không nghĩ là cực rẻ. Còn con kia con nhiều đồ chơi, con ít đồ chơi. Con ở trong con Rebel 300 anh em, Rebel 300 biển Sài Gòn nó ngon lắm, con đó ở trong không chạy xước luôn. Rồi mấy xe kia là khách cọc. Đấy. Bên Đức này mình chuẩn bị ra biển số thành phố này anh em. Con này thì anh em cũng biết rồi. Nè, nhìn nó na ná như Ninja 400 vậy á, nhưng mà nhìn nó cứng lại đẹp hơn, nhìn nó góc cạnh giống như là bốn mấy rồi sẽ góc cạnh hơn. Nghe tiếng bô. Rồi, ok anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, và cũng cảm ơn những anh em đã đem xe ra tới đây bán cho Minh, và cảm ơn những anh em đã tới đây tin tưởng và ủng hộ. Đó, như anh người anh này nè. Bán chiếc xe cho Minh, con này biển số An Giang. Kiểu như rất là tin tưởng luôn, đem xe tới để cho Minh luôn. Minh thích kiểm tra cái gì kiểm. Rồi chừng nào ok thì trả tiền cho ảnh thôi. Anh đó rất là dễ thương luôn, anh đó rất là tin tưởng mình, anh đó kêu coi kênh Minh nhiều rồi. Xe này anh mua mới, anh đi mới 2.000 cây à, anh để lại cho mình bán á, chứ anh để ở ngoài thì nó tiếc. Má anh em nói vậy là thì mình cảm thấy anh em rất là trân trọng mình luôn. Thì xe này xíu nữa có người qua coi á anh em, cho nên mình cũng chưa biết là chốt hay không chốt, nhưng mà thôi mình tranh thủ mình quay clip cho anh em. Thì 2.000 cây thì nó mới tinh rồi anh em, nó không có cái gì hết á. Xe mà đi chừng 7.000, 9.000 đổ xuống là nó như xe mới anh em à. Đó, con này thì anh lên được cái thì con này mới, thì do mới thì nó còn hai chìa khóa zin. Rồi anh lên được cái giá đỡ điện thoại. Ốp đầu rồi 6. Bảo vệ các nước, chống đổ, chắn bùng. Đó, thì anh em nào nếu như còn thì anh em nào inbox đi, còn thì mình sẽ trả lời anh em thôi, không có gì đâu. Đó, rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Anh em clip xem clip thấy hay thì nhớ bấm cho một đăng ký kênh, một like và subscribe nha. Cần mình quay cái gì nữa thì mình sẽ quay cho anh em xem. Hồi nãy anh em quay clip mà mọi người hỏi con này nhiều quá, nói là có anh em tới chốt rồi. Đó, giờ quay cho anh em thấy là chốt thiệt chứ không phải là mình đăng cho chơi đâu. Ý là nhiều người hỏi á anh. Đó thì mình đang quay clip nè, thì con này đó chốt luôn cái lúc mình đang quay đó. Đó còn 2.000 cây mà nãy mình quay anh em á, đó là chốt rồi. Tướng này đô cao, chạy con này đẹp. Em ngồi thử rồi, này cũng phải mét 8 á. Dạ mét 82 à. Đúng rồi. Ngồi nó mới hợp chứ này mà đi mấy xe kia không có hợp ơi. Tướng này ngồi vậy mới hợp nè. Lát chủ xe ký trực tiếp với chủ xe luôn. Tại được. Xe này mình chưa ký với chủ. 2.000 mấy, 2.000 gì đúng không? Nãy coi rồi đúng không? 2.000. Ừ, nói chung là xe rất mới. 2.000. Xe rất là mới. Đó nè. Rồi ok nha, anh em nào mua xe thì cứ liên hệ cho mình ha. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã
theo dõi clip